Nhà hàng mấy người? Tại nhà hàng mấy người? Xin mời vào, có mấy người ạ? Xin mời vào, có mấy người ạ? Ba người ạ. Có chỗ không? Ba người ạ. Có chỗ không? Vâng, mời theo hướng này. Vâng, mời theo hướng này. Nhà hàng. Xin mời vào. Xin mời vào. Có không? Hướng này. Hướng này.